Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 2, tức đêm mùng 1 ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, phía Nam đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, phía Bắc phổ biến không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, ven biển cấp 3 cấp 4 giật cấp 5 trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ, độ ẩm trung bình từ 90 đến 95%. Khu vực miền núi phía Tây nhiều mây đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều không mưa gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ, độ ẩm trung bình từ 90 đến 94%. Khu vực thành phố Hà Tĩnh trời nhiều mây đêm và sáng sớm có lúc có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 17 độ, độ ẩm trung bình từ 90 đến 93%. Khu vực thị xã Kỳ Anh, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 3 cấp 4 giật cấp 5 trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 18 độ, độ ẩm trung bình từ 92 đến 95%. Thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 2, tức là đêm mùng 2 ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trời nhiều mây phổ biến ít mưa, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, ven biển cấp 3 cấp 4 trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ, độ ẩm trung bình từ 89 đến 94%. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn, Hân hạnh đồng hành thực hiện chương trình này.